những cái cây rất là tạm bợ của một ngôi nhà cũ thì hiện nay đã hoàn toàn thay áo mới bởi những cái vách tôn nè, và thậm chí là một cái nhà vệ sinh cực kỳ kiên cố luôn. À, 5 anh đúng không? Dạ. 1 triệu. Dạ. 2 triệu. Dạ. Anh nhận giùm em ha, đại diện nhận giùm luôn ha. Dạ. Còn bên anh Hải là của anh với lại một người thợ nữa, là 2 người, là 800. Dạ, Bường Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì các anh thợ cũng như là anh đội của anh Vũ thợ sắt và đội anh Hợp cố gắng gấp rút hoàn thiện cái ngôi nhà. Và cũng như là cô bác quý anh chị thấy rằng đó, sau khi nghỉ trưa xong thì các anh thợ sắt đội bên anh Vũ cũng đã làm xong hai phần vách. Và hiện nay thì đang lên cái phần lợp mái ở trên đó cô bác quý anh chị, rất là mau luôn. Và có một điều là cô bác anh chị sẽ bỡ ngỡ rằng trước đây là một cái những cái cây rất là tạm bợ của một ngôi nhà cũ thì hiện nay đã hoàn toàn thay áo mới bởi những cái vách tôn nè, và thậm chí là một cái nhà vệ sinh cực kỳ kiên cố luôn. Đây, ngôi nhà này ngang 4,5 m, nhìn khá là rộng luôn nè cô bác anh chị, nhìn cực kỳ rộng luôn, dài 9 m, và ở bên hông có một cái nhà vệ sinh với lại cái chỗ nơi rửa rau củ á, nên thành thử là ngôi nhà này rộng quá hên Vũ ha. Dạ, rộng lắm à. Dạ, sau khi dựng lên thì em còn bất ngờ. Tại ra khi mà mình cuốn nền lên đó Vũ, cái tự nhiên cái mình thấy là ngôi nhà cực kỳ rộng luôn. Bà cụ mới nói, ủa sao mấy chú cắt ngôi nhà cao mà đẹp chứ hả? Em mới nói là không đẹp thì không cắt. Dạ. Nói chung là bà cụ với lại các cháu ở đây cũng khá là bỡ ngỡ với cái ngôi nhà như thế này. Dạ. Mà phải nói là các anh làm nhanh thiệt đó. Dạ. Trong vòng khoảng 10 ngày thì chắc khô sẽ hết hành Dũng hả? Dạ, xong anh. Dạ. Bên em nữa, chắc ngày mai là bên em hoàn thể. Dạ. Dạ. Cũng đi khuya á. Dạ. Bây giờ buồn ngủ không? Dạ, có buồn ngủ. Mấy anh em cũng cố gắng làm chiếc trời trời mưa. Ở đây thì có 5 anh thợ. Đây, 2 anh thợ này đang ở trên hàng những cái cây cầu tay. Dạ. Còn anh thợ này ở dưới này ra sắt. Một chú Vũ thì làm cái phần đưa to đồ lên, làm những cái việc làm giặt. Còn anh Vũ thì xem hướng dẫn các anh em lao, em làm mỗi người một việc nên thành thử là nhanh như vậy á. Chứ nếu như mà làm việc đồng việc á thì nó sẽ lâu hơn anh Vũ ha. Dạ. Cái đồng việc nó chậm. Em với Vũ rồi mấy thằng em nó sạch xong mấy thằng em quay ăn lợp á. Dạ. Sạch để mà chống xét. Anh Vũ ơi, hôm trước thì em đã có chuyển khoản cho anh 30 triệu để anh Vũ có thể dập ba cái tôn nè. Em đặt sắt người ta mới chịu, tại ở dưới này là không có thì ta không chịu hình Vũ hả? Dạ. Tại mình lạ người ta không tin tưởng. Đúng rồi. Nên ta kêu chuyển khoản đi mới người ta mới chịu dập. Dạ. Dạ. Sáng nay thì có sắt sẵn chuyển vô sẵn nên mình thử là các anh thợ cũng tranh thủ làm luôn. Chiều ngày hôm nay là nó sẽ xong cái hạng mục nào anh Vũ? Coi như nóc của em là 10 triệu. Lúc nãy quay kia thấy cái mic nó chớp chớp là cái không có kết nối nên là nữ mới kết nối lại cơ bác anh chị. Anh Vũ ơi thì hôm trước em chuyển khoản cho anh là 30 triệu. Dạ. Và hôm nay thì em chuyển cho anh thêm 10 triệu nữa. Sau khi hoàn thành cái ngôi nhà em sẽ gửi cho anh thêm 10 triệu nữa. Bên cái phần sắt của anh là 50 triệu đúng không? Dạ. Dạ. Anh ấy này, anh đếm lại giùm em với. Cái phần sắt tiền chế thì anh Vũ nhận công trình là 50 triệu và anh Hợp 50 triệu. Và khi nào xong thì chắc ngày mai xong không anh? Dạ. Em tranh thủ cho chắc ngày mai xong. Dạ, khi xong thì em sẽ đưa thêm 10 triệu nữa ha. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi bây giờ chắc có lẽ là ra đằng sau đưa cho anh Hợp thêm ứng thêm 10 triệu nữa. Sau này còn cái phần la phong phát sinh ra 7 triệu nữa cô bác anh chị. Tại vì cũng được chị Thúy Nguyễn ở Mỹ á, có hỗ trợ luôn cái phần la phong này. Nên là nữ phần la phong này là chị nói là chị sẽ hỗ trợ phần la phong này. Yeah. Thì phần tiền chế 50 triệu, tiền hồ 50 triệu và cái tiền la phong 7 triệu nữa là 107 triệu. Thôi cảm ơn anh rất là nhiều, để cho anh Vũ còn làm nữa cô bác anh chị. Dạ. Ra đây ha. Dạ. Đây các anh thợ đang làm nè. Đây là cái phần nhà vệ sinh. Anh có thể anh một đồng đứng ra xa tí xíu. Em sẽ cái phần nhà vệ sinh thì nằm bên hông, có một cái cửa nhà vệ sinh. Còn cái cửa này là nối giữa nhà lớn với lại nhà vệ sinh cũng như là nơi rửa rau củ, sẽ là một cái cửa lùa. Ở bên kia lùa qua cô bác anh chị.
Và nhà vệ sinh này thì được làm bằng cửa nhôm luôn nha. Đó. Và đây anh Hợp đang làm bên đây nè. Đang tô anh Hợp. Anh Hợp có cái bàn trà mới sáng chế cũng đẹp lắm. Này là bàn trà này là không ai làm được chứ. Anh Hợp nói trà bằng cái bàn trà mà bằng mốt này như thế là hồ nó đẹp hơn. Bằng mốt thiệt luôn nha cô bác anh chị. Đâu ra đưa em coi bằng trà nè. Thiệt bộ có cán luôn à. Có cán luôn. Trà này nó đẹp hơn anh Hợp. Nó ít có dễ, ít có gớt hơn cái bàn trà cây mà mũ mà. À. Nó không có gớt hồ. À. Nó không có gớt hồ. Dạ. Yeah. Không anh, cái bàn trà mới quá thôi em tặng anh 10 triệu. Thưa với cô bác quý anh chị, phần của anh Hợp thợ hồ á, là hôm trước thì Bùi Hồ cũng có ở video clip trước, Bùi Hồ cũng có gửi cho anh là 30 triệu. Thì bây giờ thì anh nói là 10 triệu nữa để mà gọi cái phòng la phong này kia đó. Gặp. Với lại gặp đó cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ cũng có rút tiền sẵn hết nè. Anh Hợp ơi, ngưng tay tí xíu đi. Ha. Coi chừng hổ rất là đau. 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè, 4 triệu nè, 5 triệu nè, 6 triệu nè, 7 triệu nè, 8 triệu nè, 9 triệu nè, 10 triệu. Rồi em gửi cho anh thêm 10 triệu nữa. Là 40 triệu. 40 triệu, còn cái phần la phong với lại cái phần 10 triệu thêm còn lại á. Thì sau khi hoàn thành xong thì mình giao luôn ha. Dạ. Dạ, ngày lúc đó mấy anh em mình sẽ tính chuyện tiếp theo. Nói chung là cảm ơn anh nhiều nha anh Hợp nha. Mưa nắng gì cũng phải làm rất là vất vả cô bác anh chị. Cảm ơn anh rồi bên anh Vũ nữa. Ngày mai này mình đóng la phong. Mày đóng la phong, mày sáng đóng la phong. Dạ, sáng đóng la phong. Rồi dán gạch. Dán gạch khi nào? Có gạch thì mơ dán nhà cầu, nhà tắm, dán trong. Cái phần nhà vệ sinh này á, anh Hợp anh làm cái cửa nhôm. Gắn luôn cái bồn cái toilet đó, cái bàn cầu, bồn cầu là bàn cầu nhấn nút luôn, nhấn nút luôn ha. Đi điện là anh Hợp đi luôn. Và nước là anh Hợp đi luôn á, có nghĩa là anh Hợp bao tiêu gồm có là hồ, nước điện đó là bao tiêu hết phần đó là 50 triệu chứ không phải là chỉ xây nhà vệ sinh này mà 50 triệu nha. Tại vì phần bê tông ở dưới là anh Hợp ảnh cứ quán xuyến hết nên là cái này hết luôn. Dạ hết luôn á. Rồi cái phần la phong này để từ từ sau được không? Rồi đi. Dạ. Và thông tin với cô bác anh chị, ngày cách đây 2 ngày thì Bùi Hồ nhận được sự yêu thương của bà Xuyến ở Mỹ, $200 gửi cho các anh thợ. Và hiện nay thì đến thời điểm hiện tại thì để làm hoàn thành ngôi nhà này thì phải cần 10 anh thợ, gồm có 3 anh thợ hồ, 5 anh thợ sắt và 2 anh thợ đóng la phong. Là bên đội của anh Hải la phong là 2 người, thợ hồ là bên anh Hợp là 3 người, bên anh Vũ là 5 người, tổng cộng là 10 người. Thì số tiền ủng hộ $200 của bà Xuyến ở Mỹ thì đó là 4.820.000 đồng. Thì các anh em Bùi Hồ cũng có nói với bà, trao đổi với bà cũng như là các anh thợ, thì có 10 anh thợ thì mình sẽ gửi cho các anh mỗi người bồi dưỡng 400.000 đồng, còn lại 820.000 đồng thì mình sẽ làm một cái tiệc nhỏ nhỏ vào buổi chiều, cũng như hổm gài các anh đổ cái phần bê tông rồi làm luôn cái phần mái ở trên á, không có bồi dưỡng lần nào. Mà hôm nay được sự hỗ trợ thì cũng mấy anh em mình cũng làm cái tiệc nhỏ nhỏ hên hợp hết. Tại vì hôm nay cũng đầy đủ luôn các anh thợ nè. Mà bình thường cất một cái ngôi nhà là lợp mái là phải nhà chủ nhà đãi anh Hợp. Dạ đúng, thứ bảy rồi chủ nhà không đãi. Thứ bảy chủ nhà đãi nè. Lợp mái là chủ nhà đãi nè. Rồi với lại đổ bê tông xong là chủ nhà cũng phải đãi đúng không? Không ngày không đãi có buồn hả? Đâu có gì, cái này đâu phải gì chủ nhà đâu. Ai cũng là ấy không à. Thật ra thì các anh em ở đây uống cà phê á thì cũng ngại uống so với hoàn cảnh bà cụ này lắm. Không có đòi hỏi gì nhiều hết á, chỉ mong sao công trình nó hoàn thành nhanh nhất có thể. Còn ăn uống thì nó đối với các anh không quan trọng, tự túc được, không cần thiết chuyện đó. Nhưng mà được sự ủng hộ của bà Xuyến ở Mỹ thì các anh rất là vui. Vì đã biết đâu đó rằng đó là cái tinh thần, cái động lực để làm những cái căn nhà, những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Bây giờ thì sẽ đi gửi tiền cho các anh để cho các anh mừng. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị, chào bà Xuyến ở Mỹ. Thì các anh thợ cũng đang ngưng tay nè. Và ngày hôm nay cũng thay mặt bà thì Bùi Hồ sẽ gửi cái phần
ủng hộ của bà cho các anh thợ với số tiền là 200 USD. Thì ở đây gồm có anh Hợp, anh Vũ thợ sắt với lại anh Hải bên La Phong. Thì bên anh Hợp là ba anh. Thì em cho em gửi là anh nhận đại diện nhận giùm ha. Yeah. Là 1.2 triệu. Còn bên anh Vũ là 5 anh đúng không? Yeah. 1 triệu. Yeah. 2 triệu. Yeah. Để anh nhận giùm em ha, đại diện nhận giùm luôn ha. Yeah. Còn bên anh Hải là của anh với lại một người thợ nữa là 2 người là 800. Đó thì chắc có lẽ là bây giờ thì các anh sẽ nói lời cảm ơn đối với tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho ngôi nhà này. Cũng như là ngày hôm nay thì có sự ủng hộ của bà Xuyến ở Mỹ để hỗ trợ những cái phần như thế này cho các anh. Dạ, con thay mặt anh em bên Hồ cảm ơn cô Xuyến rất nhiều vì đã cho mà quà cho mấy em là một cái tinh thần động lực mạnh. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh luôn ha. Dạ, tên anh Vũ ơi. Dạ, con cũng cảm ơn cô Xuyến đã ủng hộ cho các tụi con. Dạ. Dạ, con cũng chúc cô Xuyến dồi dào sức khỏe và cũng cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ cho cái nhà của bà cô Úc. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh luôn ha, anh Vũ ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Xuyến đã giúp đỡ anh em mạnh thường làm. Dạ, không biết nói gì, chân thành cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay á thì Bùi Hồ nhận được là 200 đô, là 4.820.000. Thì cũng đã gửi cho các anh, mỗi anh thì với số tiền hiện kim là 400.000 đồng. Thì tổng cộng là có 10 anh, gồm có thợ Hồ, thợ sắt và thợ La Phong. Là 10 anh thì 4 triệu đồng. Còn dư lại cái số tiền là 820.000 đồng. Thì Bùi Hồ sẽ chiều này ngày hôm nay cũng đầy đủ các anh thợ như thế này, sẽ làm một cái tiệc nhỏ nhỏ thôi để cho các anh đây có cho có một cái tinh thần động lực để ngày mai này sẽ làm tiếp để cho tranh thủ hoàn thành cái ngôi nhà này. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn bà Xuyến ở Mỹ, cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã cùng chung tay với nhau, đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Úc ở đây nói chung và các anh thợ ở đây nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ quay thêm một tí xíu nữa thì các anh em cũng sẽ kết thúc clip vào buổi chiều như thế này ha. Bây giờ các anh đang truyền cái phần tôn lên để lợp cái phần mái nhà. Đây là cái tấm tôn đầu tiên luôn cô chú. Cái tôn lợp mái thì cái sóng của nó sẽ bự hơn cái tôn lợp dần đúng không? Đúng rồi. Sóng sẽ to hơn. Lấy hai sợi dây kéo hai đầu lên cái rồi à. Được, cái tôn mà dài quá nó cũng hơi khó khăn ha. Khó lắm anh. Phải cẩn thận mới được. Còn quá dài. 9 mét mà. Tôi dài kìa. Cái này là một tấm màu à? Rồi tiếp tục. Cái tấm tôn lợp á là có thể đi thoải mái trên đó luôn, không cần đi ngay cái cây đòn tay. Đúng rồi. Nó dày lắm. Tôn dày. Này là dài thẳng tới trước luôn anh Vũ ha. Từ đó tới này anh. Dạ. Cái máy kết mình ra hai nước nữa. À, cái máy kết ở dưới ra nữa. Dạ dạ. Truyền hết luôn hả anh Vũ? Chuyện 2 tấm cây nhà rộng ghê á. Lên hai cái vách xong dựng nhà rộng nè. À, tại vì ngôi nhà này chưa có khoét cửa sổ nữa, nhìn ngôi nhà nó thoáng lắm. Ủa? Cô hôm nay không đi bán hả? Đã bán hết rồi. Bán hết rồi hả cô hả? Bán hết rồi. Dạ. Thứ hai đây cả nhà. Đây là tường nè. Oh.
Ôi cẩn thận nghe Tường. Ôi nghe quá. Ôi trời ơi. Quấn giỏi quá ha. Đúng không? Đứng ở đó mà đẩy như vậy là phải cái chân phải chịu cứng lắm. Ồ, hay quá. Ồ, tấm tôn nó dài nó cũng rất khó chuyền thanh. Đúng rồi. Khó chuyền. Rồi. Chuyền luôn hả, hả gì anh? Chuyền luôn hả? Đầu là tấm tôn thứ ba này cả nhà. Êm quá. Ừ, đưa ba tấm lên mát liền. Chuyền hết luôn anh Dũng. À, như vậy là 4 tấm tôn đã được chuyền lên, còn nửa tấm tôn nữa là xong rồi cô bác với anh chị. Con thấy nhà đẹp không? Tiếc. Đẹp hả? Đẹp sao nói chú nghe? Làm đẹp quá chú. Hả? Đẹp. Đẹp hả? Thích không? Thích. Vậy hả? Ừ. Vài ngày nữa là ngủ trong đây im rồi ha. Ừ. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là buổi hồ sẽ kết thúc video clip tại đây cô bác anh chị. Ngày mai thì buổi hồ sẽ cập nhật thêm cái phần lập cái máy tính nhà như thế này. Hết cửa sổ của bác.